cái này vì đẹp quá ha. Ha. Này vì đẹp chỗ nào đâu chị mày coi coi. Chỗ này chị nữa nè. Đẹp đó có. Đẹp chỗ nào nữa? Chỗ này nữa. Chỗ nào nữa không? Áo nữa. Áo nữa. Áo nữa. Áo ai buộc cho bây giờ? Áo. Vì Hương ướp không? Không ướp. Không ướp đi. Không ướp. Thương mẹ không? Thương mẹ không? Thương mẹ. Thương mẹ đi. Hưng thương không? Mẹ có thấy mẹ có cục gì không? Vi thấy. Vi thấy mẹ có cục gì kìa Vi? Vi mẹ có cái bánh nè, mẹ có cục kẹo nè. Rồi lấy bánh ăn luôn Vi. Hết rồi. Gửi cho em. Cục gì Vi? Cục kẹo. Con ăn không? Ăn kẹo không? Mẹ cho con cắn ra, con cắn ra. Liếm liếm coi. Rồi, cái cây này có cái sâu nè Tiền ơi. Nè, thấy không? Ăn rủi lá cái lại thôi nè. Ừ. Ngon quá, hơi còn ngon quá. Còn ngon lắm nữa. Thôi, đi. Khánh xin chào tất cả các bạn thân yêu. À, sáng nay thì cô Tiên cỡ có Tiên. Cỡ có mời cả nhà mình đi lên thành phố. Cô Tiên nói là cô Tiên lâu lâu quá mới về đây một lần cho nên muốn gặp gia đình của mình, dẫn gia đình của mình đi ăn buffet. À, mời tất cả các bạn cùng đi với mình nha. Không nha. Mũi hay cắn á. Đi, rồi mình đi. Đi con. Đi thành phố đi. Bữa nay thì sách vở một đùm vở mình có đem theo cho cô Tiên mấy cái bưởi với lại mấy cái măng cụt ở dưới quê. Đây. Buông cái ống này ra út nắm lại con nó thấy nè. Cái dạy lấy. Cái cơ Bi Hương ai giúp Bi? Bi Hương ai? Hương ai Bi? Thương ai nữa? Thương Tư nè. Thương Tư. Giỏi. Thương cho miếng đi. Cảm thương là ngoại ha. Thương ngoại không đi? Thương gì ba không? Thương là bãi ha. Thương gì ba không? Thương là bãi không? Thương là bãi không? Thương là ngoại. Thương là ngoại. Thôi con lớn rồi để con đi bộ đi. Hai đứa thích. Cứ nắm cái này nè. Nó nắm này đi. Nắm cái đó lòng thầm khó sách lắm. Thương rồi. Quý là cục vàng. Thôi ơi. Ngủ rồi. Ngủ rồi. Giờ mình đi lên lộ á, cái mình đón xe. Mình đón xe đò mình đi. Mình đi bằng xe đò. Tại vì lộ ở hôm trước, lộ lớn ở ngoài kia đang làm. Cho nên là ngày hôm qua, chiều hôm qua mưa rất là lớn. Mưa lớn dữ lắm lớn. Rồi cái bữa nay chỗ này nó bảy tiếp nữa rồi. Nước không à. Để em viết tiền đi trước, đừng đổi dép. Là Dung với Tiền có sách theo hai đi dép mũ. Giờ hai đứa đi đi trước rồi đổi dép cho ở nhà đi sao. Bà bảy đứng đó đi, đi đổi dép cho. Chừng tọt té nha. Sình không à. Coi vậy nè, chứ không phải nước mà là sình. À, sình của đá xanh á, nó chảy xuống. Ủa, thấy ghê quá. Mẹ coi chừng đi tạt té nha mẹ. Té đi ra, coi chừng té đi ra. Qua đi luôn hả? Đi luôn, dép này đâu. Mà phải đi luôn hả? Dì Hương đừng có đi vô trong đó sình không à. Dì Hương ơi, đi ở ngoài có nước nó đỡ sình hơn. Mình đứng đây chờ cầu cứu. Quá thấy hay hay không, hai đứa không bấm chân luôn nè. Ủa sao kêu hai ở lại đợi chờ đổi dép ai đâu hả? Không có gian xe đạp điện, người ta đi qua không có lấp chân, không biết ai nữa. Kêu cái xin có gian cái đi luôn à. Đây là tức lậu lớn ở gần cái chỗ của mình nè. Lộ đang làm, ngày hôm qua mưa nhiều cho nên giờ nó lên sỉnh không à.
mình đứng đây mình đón xe luôn. Xe ở dưới này là hướng Mỏ Cày đi về thành phố. Mình đứng đây mình đón con chiếc xe đỏ đỏ đi lên, kiểu không biết phải xe Mỏ Cày gì không nữa. Phải không Dì Hương? Dì Hương đón nha Dì Hương. Khánh nhìn không có rõ không? Chừng nào xe lại gần muốn chạy qua mặt thì Khánh mới nhìn thấy được cái chữ. Khánh bị cận. Vũng Tàu đi lên kìa. Anh ơi, đây lên bến xe miền Tây nhiêu tiền vậy? Rồi lên. Mình bến xe này là xe đi Vũng Tàu nhưng mà mình có đi ngang thành phố thì mình lên xe luôn. Lên. Xe này còn tống mừng quá. Ủa Dì Hương ngồi đó hả? Dì Hương ngay sao mày ngồi luôn Dì Hương? Ngồi đó lẻ loi có mình à. Bến xe miền Tây 60 ngàn. Đi xe này luôn cho nhanh nhanh khỏi gần đón. Khỏi gần đón xe kia thì cũng là xe Mỏ Cày đi đến xe miền Tây. Nhưng mà mình lắp ngang đây mình đi xe này. Mình đi có 1 khúc mà. Bye.
đúng rồi chứ. Con, nãy giờ đứng dưới nắng quá hả?